sau chiến tích vô địch AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 20 tháng 12 để chuẩn bị cho chiến dịch châu lục AFC ASEAN Cup 2019 diễn ra từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 tại UAE. Với lực lượng gồm 23 cầu thủ vừa đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á, nhằm tạo thêm sự cạnh tranh và hướng tới vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định triệu tập thêm 6 cầu thủ trẻ lên đội tuyển quốc gia Việt Nam tập trung đợt này. Trong số 6 cầu thủ sẽ được triệu tập bổ sung, ngoài tiền vệ đã tỏa sáng ở ASEAN 18 là Trần Minh Vương thì 5 cái tên còn lại đến từ đội U21 tuyển chọn Việt Nam đã giành vé vào chơi chung kết giải U21 quốc tế báo thanh niên ở Huế. Đó là những cái tên gồm tiền đạo Đinh Thanh Bình, tiền vệ Phan Thanh Hậu, trung vệ Nguyễn Thành Trung, Huỳnh Tấn Sinh và hậu vệ Ngô Tùng Quốc. Cả 5 cầu thủ này đều góp công lớn giúp đội U21 tuyển chọn Việt Nam giành quyền vào chơi chung kết. Trong đó, tiền đạo Đinh Thanh Bình đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải với 4 bàn thắng. Dù bận công việc ở DT Việt Nam nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn nắm chắc được phong độ ấn tượng của các cầu thủ trẻ nói trên thông qua cánh tay đắc lực của mình là giám đốc kỹ thuật VFF Du Ở Gần Dê, người đã có mặt tại Huế theo dõi sát sao vòng chung kết U21 quốc gia và giải U21 quốc tế báo thanh niên 2018. Năm ngoái, chính tiền vệ Phan Văn Đức đã được gọi bổ sung vào phút chót lên tuyển U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á sau khi tỏa sáng ở giải U21 quốc tế báo thanh niên tại Cần Thơ. Cầu thủ của Sông Lam Nghệ An sau đó góp công lớn vào kỳ tích giành ngôi Á quân của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và trở thành trụ cột của DT Việt Nam chinh phục hạng tư ASEAN 18 và cúp vàng AFF Suzuki Cup 2018. Theo kế hoạch, ngay sau khi kết thúc trận chung kết giải U21 quốc tế báo thanh niên 2018 gặp U21 Myanmar vào chiều ngày 18 tháng 12 trên sân vận động tự do thành phố Huế. 5 cầu thủ của đội U21 tuyển chọn Việt Nam sẽ cùng giám đốc kỹ thuật Du Ở Gần Dê ra Hà Nội tập trung cùng DT Việt Nam. Để chuẩn bị cho AFC ASEAN Cup 2019, với lực lượng gồm 29 cầu thủ, DT Việt Nam sẽ có trận thi đấu giao hữu gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên SVG Mỹ Đình vào ngày 25 tháng 12. Sau đó thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo còn một trận giao hữu với Philippines trên đất Qatar vào ngày 31 tháng 12. Tại AFC ASEAN Cup 2019, DT Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Iraq, Iran và Yemen.